Rồi xin chào anh em phụ chờ 125 nha. Sư phụ mình đã lắp xong cái bộ đĩa, sư phụ chạy test thử nha anh em. Rồi mình chào anh em luôn nha. Rồi chào sư phụ. Rồi ok. Thắng ok cho nha. Đó, nhẹ nhàng lết bánh liền nha. Một đường dài luôn anh em ha. Rồi chào anh em phụ chờ 125 nha. Mình đã gắn xong cái bộ đĩa Nissin bạc Thái với lại full dàn ben mới cho chủ xe nha. Thì anh em thấy là bộ gắn là như dinh anh em luôn. Thì nó gồm có là heo bạc nè, đĩa lớn nha. Thì đặc biệt sau này thì chủ xe thích cái đĩa lớn thì mình gắn đĩa lớn nha. Mình còn có đĩa nhỏ cho anh em. Đó, đĩa lớn rồi là bát nè, cùi đĩa nè, năm móc đĩa ha. Dây dầu nha, bát dầu để đây. Đó, bình dầu thì mình để đây nha, rất là gọn nhẹ cho anh em. Thắng thì pedal bao cao cho anh em chút xíu à. Xe này thì đi cái bộ ben xịn cho nên là chạy rất là ok nha. Đó. Thắng chút xíu là ăn nha anh em ha. Thắng lấy bánh lúc nãy phụ chạy là lết bánh mấy đường luôn ha. Đó thì mình sẽ quay cho bánh xe cho anh em coi nè, bao nhẹ nhàng cho anh em. Quá đã luôn ha. Đó. Xe này là sư phụ mình là canh là đạt đỉnh luôn nha ha. Đó, bánh xe bao nhẹ nhàng cho anh em luôn. Chớn là dài hạn cho anh em luôn nha. Đó. Thì anh em mà muốn làm cái bộ đĩa sâu mà thắng ngon bánh qua nhẹ thì cứ qua bên Độ Xe Việt Nam mình nha. Bên mình nhận làm full cho anh em ha. Thì anh em nhớ cố gắng chạy một tuần cho cái bố với đĩa đều nha, nó càng ok nha. Bố với đĩa này nó càng bóng lên nè, nó càng đẹp càng ngon nha. Đó, full dàn luôn ha. Thì cái xe mà anh em đi cái bộ đĩa heo bạc mà đi phục vàng rất là hợp nha. Đó, anh em nhìn tổng quan qua cái xe nhìn rất là đẹp nha, nhìn cứng xe, nét xe liền ha. Đó, pedal thì bao cao. Đó, có chút xíu nha. Này tại vì là đi cái dàn bộ đĩa xịn là nó sẽ khác ha. Thì mình coi cho anh em thử cái xe chạy được bao nhiêu rồi. Xe chạy được là khoảng 2000 cây nha anh em, 2000 cây ha. Đó. Quá đẹp cho anh em luôn. Đó, xe này thì anh em muốn thay vỏ nhông hình dĩa đều được nha. Đó, xe này hình như đã thay bộ nhông hình dĩa rồi nè. Đó, đi xin vàng rồi nha. Còn cái xe rin đó thì nó hơi bị là yếu nhỏ nha. Đó, nhẹ nhàng. Quá nhẹ cho anh em luôn. Ngon là cành đào nha anh em. Đó, anh em muốn làm thắng đĩa sâu bánh qua nhẹ thì qua bên Độ Xe Việt Nam rồi nha. Bên mình nhận làm full cho anh em. Cấu hình là đĩa rất là nhẹ nhàng ha. Quá đã luôn nha anh em. Rồi, mình cũng xin chào anh em luôn nha. Rồi xin chào anh em phụ chờ 125 nha. Sư phụ mình đã lắp xong cái bộ đĩa, sư phụ chạy test thử nha anh em. Rồi mình chào anh em luôn nha. Rồi chào sư phụ. Rồi ok. Thắng ok cho nha. Đó, nhẹ nhàng lết bánh liền nha. Một đường dài luôn anh em ha. Thì anh em chạy một tuần cho với bố và đĩa đều nhau nữa càng ngon nha. Đó, thắng ăn bánh qua nhẹ nha. Xe này thì đi full cái bộ nó xin bạc Thái. Đi đĩa lớn nha. Rồi sư phụ mình đã test về nha ha. Full cấu hình bộ đĩa sau nó xin bạc cho phụ chờ 125 nha. Thắng lại lít bánh cho anh em liền ha. Ngon lành cành đào, nhẹ nhàng nha. Đó, xe này lên cái phục vàng nữa quá đẹp. Đồng bộ heo vàng nó xin bạc nha. Sư phụ. Chào anh em nha. Rồi chào sư phụ.